Đại sứ Úc được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nam Dương liên quan đến hoạt động theo dõi của Hoa Kỳ, tin từ Jakarta. Bộ Ngoại giao Nam Dương đã triệu tập đại sứ của Úc vào ngày hôm nay để yêu cầu giải thích về các báo cáo của phương tiện truyền thông rằng đại sứ quán của ông đã được sử dụng để dò thám quốc gia lớn nhất Đông Nam Á trong mạng lưới giám sát toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn đầu. Đại sứ Úc tại Nam Dương, ông Craig Moriarty, đã gặp Tổng thư ký Bộ Ngoại giao, ông Budi Leksonu, và nói rằng ông đã có một cuộc họp tốt. Trong tuần này, Nam Dương cũng đã triệu tập nhà ngoại giao trưởng của Hoa Kỳ tại Jakarta về các cáo buộc tương tự, trong khi Trung Quốc vào hôm qua đã yêu cầu Hoa Kỳ có lời giải thích. Sau khi tờ báo Sydney đăng tin các đại sứ quán Úc ở châu Á là một phần trong mạng lưới giám sát của Hoa Kỳ, tờ báo nói rằng bản tin của họ dựa trên các thông tin từ người tố giác Edward Snowden và một cựu sĩ quan tình báo Úc. Các tiết lộ của ông Snowden cho các phương tiện truyền thông cho thấy những chi tiết của mạng lưới thu thập tin tức tình báo rộng lớn của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ trên các đồng minh, trong đó có Thủ tướng Đức bà Angela Merkel, đã dẫn đến những phản đối mạnh mẽ và sự đánh giá lại về hoạt động thu thập thông tin tình báo của Hoa Kỳ.